Thị trường carbon là một cơ chế tài chính cho phép mua bán tính chỉ hoặc trợ cấp carbon với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và chống biến đổi khí hậu. Thị trường carbon hoạt động trong khuôn khổ hệ thống giao dịch phát thải, ETS, hoặc thông qua các chương trình bù trừ carbon tự nguyện. Những thị trường này tạo ra động lực kinh tế cho các thực thể giảm lượng khí thải carbon bằng cách trực tiếp giảm lượng khí thải carbon của mình hoặc đầu tư vào các dự án giảm lượng phát thải carbon ở nơi khác từ đó bù trừ lượng khí thải của mình. Việt Nam nằm trong top 20 nước có lượng phát thải carbon cao nhất năm 2022, với tốc độ tăng trưởng 2010, 2022 đạt 57,3%, thuộc top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng phát thải carbon cao nhất thế giới. Nhóm ngành năng lượng và công nghiệp, sử dụng năng lượng trong công nghiệp, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng cơ cấu phát thải carbon của Việt Nam 12 năm vừa qua trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện chương trình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế phát thải carbon thấp và cam kết về chống biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, trong đó có mục tiêu đạt phát thải carbon ròng bằng không vào năm 2050 và thực hiện thỏa thuận đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, GETP, Việt Nam cần có lực lượng lao động lớn, chuyên nghiệp để thực hiện giải pháp trọng tâm là xây dựng thị trường tính chỉ carbon bắt buộc. Lực lượng lao động này cần có hiểu biết chuyên sâu về các cơ chế thẩm định, lập hồ sơ liên quan, kê khai và đánh giá các loại tính chỉ carbon. Ngày 18 tháng 1 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục lĩnh vực cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính với 1.912 cơ sở có mức phát thải khí nhà kính hàng năm từ 3.000 tấn khí thải carbon tương đương trở lên đối với 1.662 cơ sở lĩnh vực công thương, 70 cơ sở lĩnh vực giao thông, vận tải, 104 cơ sở lĩnh vực xây dựng. 76 cơ sở lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Nghiên cứu chỉ số kinh tế Net Zero năm 2023 do công ty kiểm toán hàng đầu thế giới PwC vừa công bố cho thấy không có nền kinh tế nào ở châu Á, Thái Bình Dương trong năm 2022 có tốc độ giảm phát thải carbon tiệm cận tới mức cần thiết để đạt được mục tiêu 1,5 độ C. Tuy nhiên, chỉ có 5 nền kinh tế, New Zealand, Pakistan, Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam vượt qua ngưỡng giảm phát thải carbon được đề ra trong mục tiêu NGC của từng quốc gia. Nghị định thư Kyoto 1997 và Thỏa thuận Paris 2015 là những hiệp định quốc tế được ký kết để nhằm đưa ra những ràng buộc về các giảm khí thải nhà kính với các quốc gia tham gia. Tính chỉ carbon là chứng nhận có thể giao dịch thương mại và thể hiện quyền phát thải một lượng khí carbon hoặc một lượng khí nhà kính khác quy đổi sang khí thải carbon tương đương một tính chỉ tương đương với một tấn khí thải carbon hoặc một tấn khí thải carbon quy đổi tương đương. Việt Nam được coi là nước có tiềm năng lớn về nguồn cung ứng tính chỉ carbon. Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp có thể đạt 57 triệu tính chỉ carbon mỗi năm, tương đương 57 triệu tấn co2 được hấp thụ. Chương trình khí sinh học ngành chăn nuôi Việt Nam đã triển khai tại 53 tỉnh, đến nay đã có 181.683 công trình khí sinh học được xây dựng đã đem lại lợi ích cho một triệu người dân ở khu vực nông thôn. Thông qua chương trình khí sinh học, Việt Nam đã bán được 3.072.265 đơn vị tính chỉ carbon, thu về 8,1 triệu đô la Mỹ. Ngày 21 tháng 3 năm 2024, Ngân hàng Thế giới phát thông cáo công bố Việt Nam đã nhận được khoản chi trả 51,5 triệu đô la Mỹ với đơn giá bán tính chỉ 5 đô la Mỹ một tấn carbon hấp thụ cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh, tính chỉ carbon, do hạn chế được mất rừng và suy thoái rừng, REGG, tăng cường lưu trữ carbon thông qua trồng và tái tạo rừng. Khoảng 95% kết quả chuyển nhượng này sẽ được chuyển giao lại cho Việt Nam để đóng góp vào NGC. Mức giá carbon trên thị trường tự nguyện thế giới dao động từ 2, 4 USD, tấn khí thải carbon, trong đó mức giá carbon của lĩnh vực lâm nghiệp và sử dụng đất trên thế giới năm 2021 đạt 3,07 USD, tấn khí thải carbon. Theo trang carbonker.com chuyên cập nhật và theo dõi thị trường carbon trên thế giới, mức giá carbon của hệ sinh thái tự nhiên ngày 5 tháng 3 năm 2024 đạt 1,57 USD, tấn khí thải carbon. Để bán được tính chỉ carbon giá cao, cần nâng chất lượng tính chỉ carbon rừng thực hiện mục tiêu kép không chỉ đơn thuần là làm tăng khả năng hấp thụ mà còn cần cải thiện điều kiện làm việc của những người thực hiện công tác bảo tồn bảo vệ nâng cao chất lượng cuộc sống và sinh kế của cộng đồng dân cư địa phương đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và nhóm dân cư yếu thế dễ bị tồn thưởng liên quan đến các tiêu chí về kinh tế xã hội và môi trường bền vững đối với thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính erpa Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, cục lâm nghiệp cho biết theo thỏa thuận, Việt Nam chuyển nhượng cho LEAF Emjenjen 5,15 triệu tấn CO giảm phát thải từ rừng tại vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong giai đoạn 2022-2026. LEAF Emjenjen sẽ thanh toán cho dịch vụ này với giá tối thiểu là 10 đô la Mỹ một một tấn CO, với tổng giá trị là 51,5 triệu đô la Mỹ với diện tích rừng thương mại dịch vụ giảm phát thải đăng ký là 4,26 triệu ha trong đó rừng tự nhiên 3,24 triệu ha và rừng trồng 1,02 triệu ha. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hoàn thiện nộp hồ sơ đăng ký chí cấp tính chỉ theo tiêu chuẩn TREES. Sớm xúc tiến để bán tính chỉ carbon rừng cần giờ. Rừng Việt Nam tiềm năng 50, 70 triệu tấn tính chỉ carbon, có thể bán được hàng ngàn tỷ đồng khoản chi trả này đã được chuyển cho Việt Nam do giảm được 10,3 triệu tấn phát thải carbon cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 2 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 theo thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ, ERPA. Theo Ngân hàng Thế giới, đây là khoản chi trả đơn lẻ lớn nhất từng có từ quỹ FCPS cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh và có chất lượng cao. Việt Nam tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Thế giới để đo đếm xác nhận lượng tính chỉ giai đoạn 2 2020-2022, giai đoạn 3 2023-2024, tìm kiếm các đối tác có nhu cầu tiếp nhận để tiến hành đàm phán chuyển nhượng, đảm bảo quyền lợi của quốc gia và huy động nguồn lực bổ sung cho công tác bảo vệ và phát triển rừng vùng Bắc Trung Bộ. Nghị định số 107 về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ. Theo đó, quỹ trung ương quản lý tiếp nhận nguồn tiền chi trả, chỉ được giữ lại 0,5% để điều phối thỏa thuận chung và 3% để thực hiện hoạt động đo đếm, giám sát, tập huấn, hướng, hướng dẫn kỹ thuật. Còn lại 96,5% được phân bổ hoàn toàn cho các địa phương. Trên cơ sở diện tích rừng nhận khoán, địa phương sẽ tiếp tục phân bổ số tiền trên đến người dân, cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng. Khoản tiền này sẽ mang lại lợi ích cho 70.555 chủ rừng và 1.356 cộng đồng sống gần rừng, được chia theo kế hoạch chia sẻ lợi ích rộng rãi được xây dựng qua quá trình tham vấn minh bạch với nhiều bên tham gia. Việt Nam đã thu được kết quả giảm phát thải vượt quá khối lượng đã ký hợp đồng với quỹ FCPF và có thể bán khối lượng giảm phát thải vượt trội này cho bên thứ ba thông qua các hiệp định song phương hoặc thị trường carbon việt nam cũng có thể sử dụng các kết quả giảm phát thải vượt trội này cho đóng góp do quốc gia tự quyết định ngc hoặc giữ lại cho các mục tiêu về khí hậu thành công của chương trình regg đưa việt nam đến gần hơn với việc thực hiện các đóng góp do quốc gia tự quyết định ngc của việt nam theo thỏa thuận paris về biến đổi khí hậu đồng thời bảo vệ các khu vực quan trọng cho bảo tồn đa dạng sinh học Khoản chi trả mang tính bước ngoặt này đánh dấu một bước nữa để Việt Nam tham gia thị trường tính chỉ carbon toàn cầu và mở ra một cơ hội mới để tài trợ cho các cam kết và mục tiêu khí hậu đầy tham vọng của quốc gia. Chương trình này đã tạo ra 16,2 triệu kết quả giảm phát thải đã được xác minh cho giai đoạn 2018-2019, cao hơn 5,9 triệu so với khối lượng 10,3 triệu trong thỏa thuận chi trả giảm phát thải. Ngân hàng Thế giới đã thông báo cho Việt Nam việc thực hiện quyền mua thêm 1 triệu kết quả giảm phát thải bên ngoài số lượng hợp đồng. Chương trình giảm phát thải của Việt Nam bảo vệ các khu rừng nhiệt đới của đất nước, bao phủ 3,1 triệu trong số 5,1 triệu ha đất trong khu vực thực hiện chương trình. Quỹ đối tác carbon lâm nghiệp (SCPF) là quỹ hợp tác toàn cầu hỗ trợ các chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức của người bản địa tập trung vào việc giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng bảo tồn trữ lượng carbon rừng, quản lý rừng bền vững và tăng cường trữ lượng carbon rừng ở các nước đang phát triển, các hoạt động thường được gọi là REDD+. Từ khi được thành lập năm 2008, quỹ FCPF đã làm việc với 47 quốc gia đang phát triển tại châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latin và Caribe, cùng với 17 nhà tài trợ đã đóng góp và cam kết với tổng trị giá 1,3 tỷ đô la Mỹ. Đề án phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 dự kiến phát triển cánh đồng một triệu ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải với việc áp dụng cơ giới hóa xạ hàng giúp giảm lượng giống gieo xạ xuống còn 60 kg một hecta, giảm lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, giảm đổ ngã và thất thoát sau thu hoạch, áp dụng các quy trình canh tác bền vững như sử dụng giống xác nhận, áp dụng quản lý nước. Ước khô sen kẻ, d, áp dụng bón phân chuyên vùng chuyên biệt, SSNM, xạ hàng bằng máy kết hợp vùi phân, giảm số lần bón phân còn 2 lần một vụ, áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, IPM, quản lý bảo vệ thực vật, áp dụng máy gặt đập liên hợp cho thu hoạch, thu gom rơm ra khỏi đồng làm nấm rơm và phân bón từ rơm, kết hợp bón phân hữu cơ cho lúa. Đề án giúp giảm trên 10% phát thải khí nhà kính trong quá trình canh tác góp phần thực hiện các cam kết của chính phủ về việc hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không, net zero, vào năm 2050. Kinh nghiệm từ các dự án lúa giảm phát thải trước đây, cách canh tác mới có thể giúp giảm phát thải khoảng 5 tấn khí thải carbon, 1 hecta năm so với trồng lúa truyền thống. Theo đó, cánh đồng lúa 1 triệu ha canh tác theo hướng mới này sẽ giảm được 5 triệu tấn khí thải carbon. Với mức giá dự kiến là 10 đô la Mỹ một tấn, lợi nhuận thu được khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Các cam kết toàn cầu về ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, đặc biệt các quy định trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ thay đổi luật chơi đối với thương mại và đầu tư toàn cầu. Việt Nam bị OC cảnh báo thẻ vàng khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định EU trái với các biện pháp bảo tồn và quản lý trên khắp thế giới từ ngày 23 tháng 10 năm 2017. Thống kê cho thấy phá rừng là nguồn phát thải carbon lớn thứ hai thế giới sau nhiên liệu hóa thạch. Quy định chống phá rừng của châu Âu, EUGR, được dự đoán sẽ làm thay đổi cuộc chơi giữa các quốc gia xuất khẩu cà phê tốt đầu thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo một nghiên cứu do Brazil xuất bản năm 2024, Brazil có ít nông dân sản xuất nhỏ lẻ hơn Việt Nam và khoảng 1 phần 3 diện tích trồng cà phê tại đây có chứng nhận canh tác bền vững. Theo quy định chống phá rừng của châu Âu, EUGR, từ ngày 30 tháng 12 năm 2024, các công ty không thể xuất khẩu một số nhóm sản phẩm vào thị trường này nếu không chứng minh được sản phẩm của họ không liên quan đến nạn phá rừng. Các quy định mới sẽ áp dụng cho 6 nhóm hàng gồm ca cao, cà phê, đậu nành, dầu cọ, gỗ, cao su và gia súc. Để bán những sản phẩm đó ở châu Âu, các công ty lớn sẽ phải cung cấp bằng chứng cho thấy sản phẩm được sản xuất trên những vùng đất không bị ảnh hưởng bởi nạn phá rừng tính từ thời điểm 2020. Với các công ty nhỏ, tính hiệu lực của quy định EUJR được lùi lại tới tháng 7 năm 2025. Ngày 16 tháng 5 năm 2023, quy định EU 2023956 ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban châu Âu về thiết lập cơ chế điều chỉnh biên giới carbon tại EU, CBAM bắt đầu có hiệu lực. Trước tình hình các quốc gia liên minh châu Âu đã thí điểm áp dụng cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, CBAM có tác động trực tiếp đến 4 ngành công nghiệp chính của Việt Nam là sắt thép, xi măng, phân bón và nhông từ tháng 10 năm 2023 và chính thức bắt đầu áp thuế carbon vào các sản phẩm nhập khẩu từ tháng 1 năm 2026. Việc giảm phát thải carbon giúp các công ty Việt Nam tăng tính cạnh tranh trên thương trường quốc tế với các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xanh của thế giới. Sau cơ chế CBAM của châu Âu, Hoa Kỳ sẽ là thị trường tiếp theo ban hành cơ chế điều chỉnh carbon xuyên biên giới áp đặt lên các nhà nhập khẩu vào Hoa Kỳ bên cạnh các nỗ lực bên trong nước Hoa Kỳ. Dự luật S4335, đạo luật cạnh tranh sạch, được chính thức đệ trình vào ngày 7 tháng 6 năm 2022. Dự luật dự kiến áp dụng bắt đầu từ năm 2024 đối với hàng hóa sơ cấp và từ năm 2026 đối với cả hàng hóa sơ cấp và thành phẩm. Dự luật có phạm vi bao phủ ngành đầy đủ hơn cơ chế CBAM của EU, áp dụng với 12 ngành hàng, mở rộng sang một số ngành khác như công nghiệp thủy tinh, công nghiệp giấy. Giá tính chỉ carbon đặt ra là 55 đô la Mỹ, 2024 và tăng 5% mỗi năm với điều chỉnh lạm phát. Thị trường tuân thủ, thị trường carbon tuân thủ hoạt động theo các khuôn khổ pháp lý, chẳng hạn như hệ thống thương mại phát thải ETS, trong đó các chính phủ đặt ra giới hạn về tổng lượng phát thải cho phép đối với các ngành hoặc tổ chức chịu sự điều chỉnh phát thải carbon theo luật định các hạng ngạch cho phép phát thải hoặc các khoản tính chỉ tương đương với mức trần sẽ được phân phối hoặc bán đấu giá và các đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định phải giới hạn phát thải trong hạn mức phát thải để bảo đảm lượng phát thải của mình. Họ có thể mua thêm hạn mức phát thải nếu cần hoặc bán hạn mức phát thải dư thừa nếu họ đã giảm lượng phát thải xuống dưới hạn mức phát thải được phân bổ. Thị trường tự nguyện, thị trường carbon tự nguyện hoạt động ngoài các yêu cầu quy định bắt buộc và cho phép các tổ chức hoặc cá nhân tự nguyện mua khoản bù trừ hoặc tính chỉ carbon để bù trừ cho lượng khí thải của họ. Người mua trong các thị trường tự nguyện được thúc đẩy bởi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, CSR, mục tiêu bền vững, nâng cao danh tiếng hoặc phù hợp với mong đợi của các bên liên quan. Các dự án bù trừ carbon trong thị trường tự nguyện có thể bao gồm các dự án năng lượng tái tạo, sáng kiến trồng rừng, tái trồng rừng, thu hồi khí mê tan, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, vân vân. Tính chỉ và bù trừ carbon, tính chỉ hoặc bù trừ carbon thể hiện việc giảm, loại bỏ hoặc tránh phát thải khí nhà kính tương đương với một tấn khí thải carbon hoặc tương đương. Các tính chỉ carbon này được tạo ra từ các dự án giảm phát thải được chứng nhận tuân thủ các tiêu chuẩn và phương pháp kiểm kê khí thải được công nhận, chẳng hạn như cơ chế phát triển sạch, CGM, tiêu chuẩn carbon đã được xác minh, VCS, tiêu chuẩn vàng, vân vân. Mỗi khoản tính chỉ carbon là một mặt hàng có thể trao đổi được, có thể được mua, bán hoặc sử dụng lại để bù trừ lượng khí thải. Người tham gia thị trường, những người tham gia thị trường carbon bao gồm chính phủ, cơ quan quản lý, ngành công nghiệp, tiện ích điện nước, nhà máy điện, hãng hàng không, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, nhà môi giới carbon, nhà phát triển dự án, tổ chức phi chính phủ và người mua cá nhân mỗi người tham gia đóng một vai trò trong việc mua bán tính chỉ carbon tuân thủ các quy định đầu tư vào các dự án giảm phát thải hoặc bù trừ lượng phát thải động lực thị trường ảnh hưởng tới giá phát thải carbon giá tính chỉ carbon hoặc trợ cấp carbon trong thị trường carbon được xác định bởi động lực thị trường và tác động của cung và cầu thị trường bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như mức độ nghiêm ngặt về giới hạn phát thải hành vi của người tham gia thị trường thay đổi quy định điều kiện kinh tế tiến bộ công nghệ và tín hiệu chính sách khí hậu. Giá carbon có thể dao động theo thời gian dựa trên những yếu tố tác động tới giá cả thị trường. Đối với thị trường carbon tự nguyện, khi viết dự án phải thể hiện được phương pháp thực hiện, tổng mức đầu tư, cách đo lường và lĩnh vực đầu tư. Quá trình thực hiện dự án được ghi vào nhật ký giảm phát thải. Có một đơn vị độc lập thẩm định căn cứ vào các thông số và cấp tính chỉ giá của một tính chỉ carbon phụ thuộc vào các khoản đầu tư này và lĩnh vực đầu tư mua tính chỉ carbon chất lượng cao là một cách hiệu quả để góp phần chuyển đổi sang một thế giới an toàn về khí hậu ít carbon định giá dựa trên tác động của thị trường thị trường carbon tự nguyện ngày nay chủ yếu được thúc đẩy bởi cung và cầu bất kể tác động đến khả năng tồn tại lâu dài của dự án thị trường có thể rất hiệu quả trong việc thúc đẩy cạnh tranh và giảm chi phí để đạt được mục tiêu Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu mục tiêu đó là đảm bảo an ninh khí hậu và cung cấp khả năng tiếp cận các quyền cơ bản của con người như lương thực, nước uống, giáo dục và sức khỏe tốt? Việc thanh toán tính chỉ carbon ở mức giá thấp hơn chi phí để duy trì một dự án có nghĩa là những dự án này có thể ngừng hoạt động ở những cộng đồng dễ bị tổn thương mà chúng hỗ trợ. Hơn nữa, Việc bỏ qua việc tính toán đầy đủ giá trị thực mà chúng mang lại trong các lợi ích phát triển ngoài carbon có thể đẩy nhanh một cuộc đua xuống đáy, có nghĩa là các dự án chất lượng cao nhất có thể là những dự án đầu tiên thất bại. Các tổ chức và cá nhân có cơ hội xem xét các tác động lâu dài đến môi trường và xã hội từ quyết định đầu tư của họ và xem xét cả chi phí cũng như giá trị thực của kết quả dự án. Định giá carbon theo chi phí dự án Mô hình định giá carbon theo chi phí dự án dựa trên chi phí có tính đến chi phí thực hiện của dự án và được sử dụng để giúp đảm bảo khả năng tồn tại liên tục của dự án. Mô hình định giá tối thiểu thương mại công bằng Firetrade là một ví dụ về cách thức hoạt động của mô hình này trong thực tế. Nó tính toán mức giá tối thiểu để đảm bảo chi phí trung bình của các dự án sẽ được trang trải cộng thêm một khoản phụ phí thương mại công bằng Fire Premium, bổ sung trực tiếp đến cộng đồng địa phương để tài trợ cho các hoạt động giúp họ thích ứng và có khả năng chống chịu tốt hơn với khí hậu vốn đã thay đổi. Giá tối thiểu thương mại công bằng Fire cho các loại dự án đủ điều kiện. Hiệu quả năng lượng là 8,20 euro tấn carbon tương đương cộng 1 euro phí bảo hiểm Fire. Năng lượng tái tạo là 8,10 euro tấn carbon tương đương cộng 1 euro phí bảo hiểm Fire. Quản lý rừng là 13 euro tấn carbon tương đương cộng 1 euro phí bảo hiểm phai trây. Mô hình dựa trên chi phí là một bước nhằm đảm bảo tính bền vững của dự án, tuy nhiên nó không tính đến giá trị bổ sung mà các dự án này mang lại trong quá trình phát triển bền vững. Ví dụ, Sa công nghệ khí hậu An Tân vừa nhận được khoản đầu tư 1,5 triệu đô la Mỹ để tiếp tục phát triển giải pháp lưu trữ năng lượng bằng pin các phục vụ cho nông nghiệp, giảm phát thải carbon nguồn vốn đến từ các quỹ đầu tư The Radical Fund, Towson, Anter, Impact Square và nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế khác. Anter mang đến giải pháp lưu trữ năng lượng bằng pin các phục vụ cho nông nghiệp. Hệ thống sử dụng một công nghệ đã được đăng ký bản quyền chứa các cách nhiệt với các ống dẫn nhiệt đặc chế. Khi sử dụng, nhiệt từ pin các sẽ được chuyển qua đường ống dẫn để phục vụ nhu cầu sấy, sưởi ấm hoặc gia nhiệt. Polanai Energy ước tính pin cát có thể giúp giảm gần 70% lượng phát thải carbon dioxide hàng năm của đô thị, chủ yếu là do dự đoán pin cát sẽ giúp bỏ hoàn toàn việc sử dụng dầu và giảm khoảng 60% việc đốt củi. Pin cát bao gồm một trụ tròn cao 13m, rộng 15m chứa đầy đá xà phòng nghiền, swap stone, dẫn nhiệt tốt hơn các thông thường, và các ống truyền nhiệt. Khi lượng điện sản xuất từ năng lượng gió và mặt trời dư thừa, kolani energy sẽ chuyển hóa chúng thành nhiệt năng điều này sẽ làm nóng không khí sau đó được lưu thông khắp trụ tròn thông qua các ống truyền nhiệt để làm nóng đá xà phòng nghiền bên trong trụ sau đó khi các nguồn năng lượng thông thường trở nên đắt hơn thường là vào những tháng mùa đông lượng nhiệt lưu trữ trong pin cát sẽ được đưa vào hệ thống sưởi một dự án không thể phát hành chứng chỉ carbon và nhận thanh toán trừ khi chứng minh kết quả đo được và có thể xác minh bởi một bên thứ ba trong việc giảm hoặc bớt khí thải có những quy định quốc tế nghiêm ngặt định rõ phương pháp và phạm vi của các dự án hành động vì khí hậu để có thể thu được tính chỉ carbon chất lượng cao việc đo đạt báo cáo thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực lâm nghiệp cần được thực hiện như sau Tài liệu sử dụng để đo đạt kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính bao gồm Kết quả công bố hiện trạng rừng toàn quốc hàng năm, báo cáo kết quả điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng toàn quốc, các số liệu thống kê ngành lâm nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số liệu thống kê, kiểm kê đất đai theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Số liệu thống kê về lâm nghiệp và sử dụng đất của Tổng cục Thống kê các báo cáo và số liệu thống kê về lâm nghiệp và đất đai do cơ quan có thẩm quyền của địa phương ban hành số liệu sử dụng để đo đạt kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính gồm diện tích các trạng thái rừng sản lượng khai thác gỗ củi diện tích rừng bị thiệt hại do cháy thiên tai sinh vật gây hại rừng diện tích biến động giữa các trạng thái rừng diện tích chuyển đổi đất có rừng sang các loại đất khác và ngược lại sinh khối trung bình của các trạng thái rừng tăng trưởng sinh khối trữ lượng gỗ trung bình hàng năm của các trạng thái rừng. Trữ lượng trung bình gỗ chết, sinh khối thảm khô thảm mục của các trạng thái rừng, trữ lượng carbon trong đất, khối lượng vật liệu cháy. Chỉ tiêu đo đạt kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính là Kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được xác định tại 5 cơ sở và năm thực hiện đo đạt đối với từng biện pháp giảm nhẹ, cụ thể như sau. Lượng phát thải và lượng hấp thụ khí nhà kính do thay đổi trữ lượng carbon sinh khối lượng phát thải và lượng hấp thụ khí nhà kính do thay đổi trữ lượng carbon trong gỗ chết, thảm khô thảm mục. Lượng phát thải và lượng hấp thụ khí nhà kính do thay đổi trữ lượng carbon trong đất. Lượng phát thải khí nhà kính do đốt sinh khối. Quy trình thực hiện đo đạt, báo cáo, thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Mục xác định khu vực thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. 2. xây dựng mức phát thải cơ sở của từng biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. 3. tính toán kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. 4. xây dựng phương án giám sát các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. 5. xây dựng báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. 6. thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Quy trình thực hiện kiểm kê khí nhà kính được thực hiện theo chu kỳ 2 năm một lần như sau: một Lựa chọn phương pháp kiểm kê khí nhà kính 2. Lựa chọn hệ số phát thải 3. Thu thập và xử lý số liệu hoạt động 4. Tính toán phát thải và hấp thụ khí nhà kính 5. Kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng kiểm kê khí nhà kính 6. Đánh giá mức độ tin cậy của kết quả kiểm kê khí nhà kính 7. Tính toán lại kết quả kiểm kê khí nhà kính của kỳ kiểm kê trước 8. Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính 9. thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính. Hướng dẫn về việc thực hiện các tiếp cận hợp tác theo điều 6.2 của thỏa thuận Paris quy định các kết quả giảm nhẹ được chuyển giao quốc tế (ITMO) phải được tạo ra tương ứng với kết quả giảm nhẹ đạt được từ năm 2021 trở đi và phải có thực, được thẩm định và mang tính bổ sung. Tiếp cận hợp tác điều 6.2 được xây dựng trên cơ sở từ dưới lên, cho phép các bên tham gia có thể chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng các quy định thủ tục và quy trình thực hiện. Ngoài ra, CMA 3 cũng đưa ra các quy định liên quan đến báo cáo thông tin và cơ sở hạ tầng, hệ thống đăng ký, cơ sở dữ liệu, nền tảng kết toán và báo cáo tập trung cho Điều 6.2. Việt Nam có thể tận dụng cơ hội từ Điều 6.2 để thu hút đầu tư cho việc chuyển đổi công nghệ theo hướng carbon thấp, đạt được các mục tiêu có điều kiện và nâng cao tham vọng của NGC. Việt Nam đang định vị mình là quốc gia đi đầu trong khu vực về mua bán tính chỉ carbon theo các quy định mới của thỏa thuận Paris. Đối với các quốc gia sử dụng quá trình chuyển giao ITMO như Việt Nam, các giải pháp carbon thấp mới nhận được nguồn hỗ trợ tài chính khí hậu mà họ sẽ không thể tiếp cận được nếu không tham gia thỏa thuận này. Đổi lại, những giải pháp được tài trợ này mang lại những lợi ích vô giá cho nước chủ nhà hướng tới các giải pháp năng lượng sạch thay thế.